shopnow.vn, Acliquen giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Pai. Pai hay còn gọi là Pen, hay mình thấy gọi là Paine, còn gọi là Pen đi ha. Ôi trời ơi, đây là một cái vị tướng pháp sư mà mình thấy nó cực kỳ mạnh ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Mặc dù là mình biết con tướng này mạnh rất lâu rồi, nhưng mà mình không hay làm clip về vị tướng này. Các bạn biết tại sao không? Tại vì mình không có tướng ở trong mấy cái nick kia. Thế là cái quan trọng là mình không có điểm thông thạo, chứ không phải là mình không có tướng các bạn ạ. Ngoan thường hả? Có cho ấy không hả? Quái cả trưởng hả? Thật là vãi trưởng các bạn ơi. Thật là vãi trưởng các bạn ơi. Chơi nó, quýnh nó, quýnh nó luôn. Rồi ok, lên được cấp 2 rồi nè. Ê, Lavel làm gì đấy? Ô kìa bạn. Ê thế đừng bạn. Đừng làm thế, đừng. Mừng bạn làm thế, mình sợ mình chạy đấy. Chết rồi. Thôi xong rồi. Thế bên kia nó chơi gắt thế nhỉ? Chơi kiểu méo gì mà lại cứ gọi là băng vào đây mà đòi KS quái của mình hay đòi ăn thịt mình, nói luôn đi tranh cho nó vuông này. Bây giờ bạn muốn đánh nhau thì mình đánh nhau luôn này. Cái chiêu 2 của vị tướng Pen Paine này thì mình thấy nó là kiểu giống như là kích hoạt xong á. Chính xác là những cái chiêu thức của vị tướng Paine thì nó sẽ đánh từ đằng sau các bạn ạ. Cứ đứng đằng trước cái mình lao vào phát ra hiện đằng sau. Đấy. Đấy, còn cái chiêu 2 của vị tướng Paine ấy, khi mình đứng ở trong này 5 giây nó sẽ hồi cho mình nội năng rất là nhiều luôn. Vì thế nên mình đôi lúc sử dụng cái chiêu 2 để mình hồi nội năng ấy các bạn. Chơi nè, chuẩn bị có chiêu cuối này. Chiêu cuối này, phóng tiếng. Tất cả cúc cúc ra, băng. Ổn, em xin, chạy đây. Vậy mà đủ đam chết mình luôn kìa. Ôi, cái vãi cái trưởng, lộn vãi trưởng cái trụ. Cái cục vậy, chơi gì gắt vậy, trời đậu xanh đen thế. Tự dưng kia đấy chết nhảm nhỉ, trụ bắn chết các bạn. Cái chiêu 1 của vị tướng Paine thì ấy chó, ấy giời, chơi nó. Ghê. Ê, thanh niên, làm cái quần que gì vậy hả? Chơi bây giờ bạn ơi, bạn thích chơi không? Bạn thích chơi không? Oh my god, oh yeah, chơi nó. Wow, ôi ôi, ế đều bổ kìa, ui ôi, em lại sợ anh quá cơ. Hello baby, chơi luôn, một khi đã máu thì đứng ngoài, bố cháu là ai, có mạng rồi, giữ mình với. Đồ, chết em luôn, buồn quá, buồn các bạn ơi. Vị tướng Paine thì các bạn có thể thấy rằng rất là ít khi thấy clip đúng không? Nhưng mà không, bây giờ thì khác rồi các bạn ạ. Mình đã chơi vị tướng Paine trong cái đấu gọi là 3v3 ấy. Trong cái đấu đó người ta gọi là giống như đấu thường 3v3 ấy các bạn. Để lấy cái điểm thông thạo thì bây giờ điểm thông thạo của mình đã đủ sức để mà đánh hạng rồi. Tiệt thật sung sướng. Đợt này trời đầy đám bạn rồi. Paine mạnh lắm nha các bạn. Mình thấy ở phiên bản lần này cấm ai không cấm, mình cứ phải cấm vị tướng Paine là quan trọng. Không, quan trọng nhất vẫn là Aleister, mỹ cả vị tướng Azenka, tiếp theo mới tới là Paine. Chứ còn những cái con tướng khác thì mình không sợ cho lắm. Nhưng mà mình không chơi Paine, đâm ra mình toàn cấm Paine đấy các bạn. Sợ nó lắm luôn đấy. Đam to nó cứ one hit. Đầu trận thì không to nha các bạn, nhưng mà cuối trận thì eo ơi mạnh lắm. Đáng sợ lắm, chỉ cần lao vào cái pew pew. Eo ơi, bốc hơi, ngon một nốt nhạc các bạn. Nhiều lúc không biết sao mình bốc hơi luôn ấy. Mình kinh lắm. Sợ vãi trưởng luôn. Ôi giời ơi. Hello baby, chơi nó. Các bạn đang xem clip của mình đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và một lượt comment để ủng hộ giúp mình với nha. Đâu rồi, ta đây. Ra đây coi, đánh cho sấp mặt luôn. Đùa với cả ninja rùa. Ôi, chủ bắn. Láo nháo, chủ bắn ta hả? Cái chủ khốn nạn này làm sao, chạy đâu? Ôi, lại còn cố gắng cắm đầu cắm cổ. Cắm đi. Ôi giời ơi, gõ cái gì thế? Sợ quá là mình phải chơi luôn. Sợ quá mình phải chơi bắn ấy luôn. Ừ, Oze, come on baby. Vơ va vơ phận hử. Ok, chạy. Error tới. Tới mà làm được cái gì đâu. Cuối cùng bạn ấy cũng không sợ được vào mông mình chứ mà. Cứ bùa các bạn ạ. Lại cũng bùa đỏ. Chó. Boang. Chơi nó. Ôi, chơi nó đi anh em ơi. Chơi nó đi các bạn ơi. Các bạn ơi, chơi đi các bạn ơi.
các bạn gì gì đó rồi, quýnh luôn. Chơi, ói rồi, ói rồi, chơi nè, chơi nè, chơi nè, chơi nè, eo. Ok con dê các bạn ạ. Hello baby, cha, 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 ua, tên. Ủa cái không qua được bức tường ta? Cái chương 1 cũng cái nội tại không đánh không qua được bức tường ha. Hát xì đấy các bạn. Bạn nào đang hóng clip của mình sao nhắc mình hoài mình hát xì đấy. Cứ từ từ rồi khoan thì cũng nhừ. Clip thì cứ phải từ từ các bạn ạ. Chuẩn bị băng trụ này. Ô ngũ khí. Ngũ khí. À, anh ơi. Anh nhìn gì đó ơi. Ô. Oh. Oh wow, ấy trời ơi, đàm to thế. Này bụp phân chít luôn các bạn ạ. Rồi. La veo này, la veo này. Ấy chà. Chạy đi đâu hả cục cưng? phê các bạn ạ. Đánh phê quá. Quá phê luôn các bạn ơi. Không ngờ chơi Pioneer nó lại sướng như thế này luôn á. Vừa mới mua tướng tức thì ở trên cái nick này luôn các bạn. Tại vì nick này có 25k vàng là mình me con tướng này lâu rồi. Tại vì mình chờ gọi là kiếm cái nick nào đó là hợp tình hợp lý mình làm clip, nhưng mà phải bỏ thời gian ra để mà cày điểm thông thạo, đâm ra mình vẫn lười các bạn. Thường thường mình làm clip là mình có điểm thông thạo cái mình chơi luôn cơ, chứ còn mấy cái nick mà mình gọi là me mình làm á là mình lười lắm. Hôm nay tí nữa thì mình bán luôn cái nick này các bạn. Hôm nay có bạn kia bạn ấy chuyển nhắn tin gọi điện thoại cho mình ở số điện thoại thì bạn ấy chuyển tiền rồi bạn ấy mua cái nick này. Không phải mua một cái nick tầm 2 triệu, nhưng mà cái nick này thì giá nó hơn 2 triệu. Xém nữa là mình bán cho bạn ấy luôn rồi. Ôi giời. Chạy đi. Chạy đi đâu. 240 vàng. 6 kiều. Sướng. Quá về. Thế là mình đã chọn cho bạn ấy một cái nick ở trên shop rồi. Với giá là 2 triệu. Thế là mình lại có cái nick chơi. Không mất. Tưởng bạn ấy mua là mình bán luôn đấy. Yeah. Kiếm chuối cái coi. Ý ngũ khí kìa. Hàng về, hãy xem tôi đây. Bùm, cha. Úi dồi ôi. Đánh mà gọi là kiểu giống như là mình không biết chuyện gì xảy ra luôn đấy. Đam nó to đến mức độ đấy đấy các bạn. Ngũ khí kìa. Cha, bùm, ó, ẻ. Chơi, ôi giời ơi. Cái gì thế? Anh khỉ có kiểu như anh ấy đang gọi là bức xúc điều gì sao nhỉ? Nào. Không giật cho một cái một cái chiêu cuối vào mặt là đảm bảo Kali tem bạn không cánh mà bay, răng không còn mắn cháo luôn đấy các bạn. Đấm cái là chết luôn á. Kali này, dốc cơ, hãy xem ta đây. Chà, phiang. Ôi, ai da? Ai đau. Đánh cái LA. Sao giờ? Sao thế? Sao anh lại căng thẳng thế? Sao giờ? Ôi ơi, bình tĩnh anh ơi. Có gì từ nói nha. Không nên gọi là cây cú. Người ta ngồi người ta gọi là giận quá là mất khôn đấy nhá. Bình tĩnh thôi. Nếu mà ức chế quá thì cứ đập điện thoại thoải mái nhá. Không có sao hết. Em vẫn còn điện thoại bình thường. Chắc là cay lắm đấy. Rồi. Ghê chưa? Chán tem tôi hả? Sao chán? Bình tĩnh thôi. 17 chết 8 còn lật kèo được. Cứ chơi đi, cua máu đi. Gặp súp vật. Giành AD xong phá hả? Ô, thế à? Ơi, chế thì mình chịu rồi. 8-2 đấy các bạn, xanh nhất tem rồi. Có ai đây không? Ẻm, chà. Ôi giời ơi. Ô kìa, tem mình chết kìa. Ô, hay. Hay quá. Hàng về, hãy xem tôi đây. Ôi dồi ôi. Vàng ơi là vàng. Nhiều quá đi. Rainbow kêu nhảy cái chiêu cuối một cái. Tem bạn gọi là nhìn gọi là máu, gọi là không cánh mà bay. Nhìn phê vãi cái trưởng các bạn ạ. Rainbow kêu luôn. Chơi nó. Sướng nhờ. Căng quá. Anh em bên kia sao mà căng thẳng thế nhỉ? Mình cứ bình tĩnh thôi. Có hay đâu mà phải căng đi cái chứ. Ấy à chà.
chơi nó anh em. Chuẩn bị băng trụ này. Không được rồi, không ổn đâu các bạn. Nếu mà mình băng trụ pha đấy không có lính. Nếu mà có lính thì mình sổ bay vào cái xẹt xẹt một cái là có mạng ngay mà. Chuẩn bị ha. Ui rồi. Đó, nó soi mắt một núi đứng nhóc trong cái bụi nhìn tội ấy nhờ. Nhìn ta mình thấy nó cứ tội. Cả một đàn luôn đứng này, đứng núp về. Ngô khí, hàng về, mình tới gì đây? Hồi bay vào cái xẹt phát chết. Thấy ngộ không trăm bạn thế, thường quá thường luôn các bạn ạ. Ô kìa. Đánh mà ngu. Ôi sao một cái chiêu. Thôi không ăn đâu, không ăn quái đâu. Quái tội nghiệp gọi là AD lắm. Không có mana là sao? Vì là một người đi rừng tốt mà các bạn. Ok kìa, hàng về, hãy xem tới đây. Chà, bùm. Ồ, ê, ơ, em. Chính ngắt trong chỗ luôn. Chết được con đâu, thôi xong. Nói chung là vị tướng Pioneer thì mình thấy đây là một vị tướng rất là mạnh. Mình mè cái con tướng này khá là lâu rồi đấy. Sợ nó vãi trưởng ra luôn. Bạn nào mà chưa có vị tướng này thì mình thử trải nghiệm chơi đi nhá. Nhưng các bạn, cái điều quan trọng vị tướng Pioneer này cũng không phải là dễ chơi đâu. Nó tương đối hơi khó một tí thì ti. Ok, anh quay lại luôn à. Ui giời, vã người ta luôn à. Ui máu thế. Và anh ấy đúng là một cái tấm gương cho mình gọi là noi theo. Một máu mà quay lại đòi vã người ta mới ghê chứ. Ui đúng là chưa thấy quan tài chứ cái đổ nệ mà. Ý, đó, chả, peo, chơi nó. Ôi giời ơi. Sao bây giờ sao, áo bây giờ gì, ý bây giờ sao. Chơi không? Hello baby. Ồ, dọc cờ. Hãy xem tới đây. Căng chả ấy à. Ui, chúng quân bay vào cái sẹt cái. Dọc cờ gọi là. Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu? Tôi là ai hả? Ồ. Ở đâu ra đây cả, biết không? Các bạn thấy không? Mình nói đâu có sai mà. Hack map rồi. Tôi là vãi trưởng các bạn ạ. Hack đâu mà hack. Chở nói vậy bậy ra ha. Trời, ảnh hưởng uy tín người ta. Nghĩ sao bảo người ta hack map. Tào lao. Nó còn bảo ở đâu ra vậy các bạn thấy không? Có biết cái gì đâu. Giúp cơ tem bạn kiểu như là ủa đây đâu rồi. Tôi sao, tại sao tôi chết đây? Mình bay vào mình làm cái xẹt xẹt hai phát. Thôi xong. Chết quế ông cua luôn. Sứ. từ từ anh em, từ từ bình tĩnh. Sợ quá kêu mày hack map luôn. Tào lao. Trời ơi, người ta đánh rồi. Không may mình làm clip ấy, không là người ta lại bảo mình hack map rồi. Là mọi người xem này, dứt luôn này. Chà, chà, ế. Ô kìa, không chết à, ế. Ô, may quá không chết. Thiệt là ghê quá đi. Trời ơi, mình tưởng phải đấy là tẹt được chưa. Nhưng mà hên. Qua sới coi. Ô, ngô khế. Ấn. Cái gì vậy anh? Làm gì căng vậy? Chuẩn bị có chiêu cuối. Rồi hàng về. Ôi đồng lắp. Yêu đồng thế, sợ thế. Ôi ôi, đuổi theo mình kìa. Ê liều ơi. Ghê. Chà. Pèo. Cái gì nạn gì khổ vậy. GG sớm hả? Bình tĩnh anh ơi. Hết sức bình tĩnh thôi. Không biết gì phải căng thẳng cả. Mọi chuyện đâu còn có đó. Cái khó thì cứ để đồng đội lo nhá. Từ từ, đừng có sợ. Mình tới với tất cả các bạn ở đây. Hãy xem tới đây. Pew. Ủa, không có ai à? Buồn thế. Tưởng có người cơ. Eo. Cứ mình kích hoạt một chiêu cái là mình ra biến ra. Lao vào mình đánh thường một cái nó sẽ biến ra đằng sau. Hay. Hấp dẫn. Khoái rồi. Eo. Đây, ra chơi nó. Quốc nó. Đậu xanh. Nó còn thò đầu ra này. Còn ai nữa không? À, đây rồi. Bé cưng ở đây rồi. Ôi giời ơi, double kill. Ghê chưa. Lại hack à. Cái gì nữa đây? Sao mà chơi game sao mà căng thế? Không hack đâu nha. Bảy bả không à. Quốc.
Hãy xem Hảo đây. Chết nè. Chơi nè. Ui ôi, quả cầu băng xưa. Kéo mình với. Kéo mình với. Chạy đây. Chạy. Eo ơi, cái định mệnh không có ai vào. Tàng hình mà chém được hả? Tàng hình thì chém được là sao ta? Đọc sách bây giờ mình giải thích thế nào rồi trời. Cái pha đấy là sao ta? Không hack nha, không hack nha. Còn tàng hình mà chém được thì mình cũng không biết giải thích như thế nào nữa. Nói chung là thấy đó. Không hack nhưng mà tàng hình mình vẫn thấy đó. Trời ơi, thần giao kích cảm mà. Trời ơi, người nhìn xuyên tường mà. Trời ơi, ghê lắm. Đáng sợ lắm. Tiên đoán đồ thứ kiểu là điểu. Gô một người hết. Các bạn đúng không? Sao chém được hả? Thì không hack nhưng mà thấy đó. Đúng không? Thì không thấy, không hack nhưng mà thấy. Thấy mới đánh được chứ. Chơi được đóng kháng phép đi anh em hả? Chơi được là đóng kháng phép hả? À, chơi được hả? Đóng kháng phép hả? Kháng phép để khắc chế mình đi các bạn. Eo ơi, sợ quá. Trời ơi, mình sợ quá cơ chứ. Hết hồn. Tàng hình rồi mà hả? Tàng hình rồi mà. Bây giờ sao ai biết được? Tàng hình nhưng mà vẫn thấy. Bây giờ là kiểu giống như là mình là ấy mà các bạn. Đừng cấp mà. Chuẩn bị nào, chuẩn bị, chuẩn bị nào. Bay vào này. Hãy xem tôi đây. Chà. Bắn. Bay. Pèo. Mày không gửi chết nè. Oh yeah. Còn tao của mày, còn tao của mày. Cứu mình với, cứu mình với, cứu mình với, cứu mình với, cứu mình với. Chạy đi, chạy, 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 chạy các bạn ơi. Chạy các bạn ơi. Thiếu vị tướng ra ta rồi. Khó nha, khó nha, khó nha. Ôi, lại quả cầu băng xương này. Lại xương. Quả cầu băng xương. Lắp cơ còn xíu máu à. Ra đây cho mình quất cái coi. Ui ơi, 19 kill. Trời ơi, ăn mạng vừa thời gian luôn hả? Hết hồn. Trời ơi là trời, bây giờ mình mới để ý luôn đấy các bạn. Mất 19 kill luôn kìa. Ghê 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 ghê. Các bạn thấy mình chơi pay này ghê không? Lâu lắm mình mới làm clip về vì được pay này em không? Rồi xong đợt này chẳng quang căng này. Quả cầu băng xương này. Ý lộn, quyền năng ám này. Có quyền năng ám, có quả cầu băng xương ở đây rồi xong. Và từ đây anh mắt em bạn hồn nhiên đến là hãy xin tôi đây. Hãy chà. À đù, chạy nhanh thế. Ôi ôi, chạy nhanh thế. Rồi xong. Hết, chết rồi. Chạy chạy. Vỡ mồm ra sồm luôn. Eo ơi, nó có cái chiêu hình như nó bật tốc hành, nó chạy né cái chiêu cuối của mình các bạn ạ. Nó mà dính cái chiêu cuối của mình nó chết không kịp ngáp rồi chứ. Xui. Rồi Kali này, Kali này. Rồi sao thua. Xem bạn thua rồi. Rồi xem bạn với mình một dàn hộ pháp này. Sao xem bạn đỡ đỡ được. Đừng có quên anh em ơi. Mình ăn mới được có 19 kill thôi. Chưa có đã. Thế là được 29 kill rồi win chứ. Nói chơi ấy thôi chứ win thôi các bạn ơi. 18 phút rồi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh và một lượt comment để ủng hộ mình với nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bye bye. Các bạn thấy mình chơi Pioneer hay không? Bạn nào muốn nick gì vào số của mình chọn nick mua giúp mình nhé.